Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, qua quá trình điều tra, đơn vị đã liên tiếp phá hai vụ án cho vay nặng lãi lên đến 400% trên một năm. Cụ thể, sau thời gian điều tra, đến ngày 22 tháng 3, ban chuyên án đã đồng loạt bắt giữ khẩn cấp hai nhóm 9 đối tượng do Nguyễn Thành Thái, sinh năm 1989, trú từ quận Cẩm Lệ, và Nguyễn Duy Anh, sinh năm 1987, trú từ quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cầm đầu. Hai nhóm đối tượng này đã tổ chức cho vay với lãi suất từ 280 đến 400% trên một năm, đồng thời dùng thủ đoạn khủng bố tạc sơn, ném chất bẩn, uy hiếp để đòi nợ. Từ tháng 7 năm 2022 đến nay, nhóm đối tượng do Nguyễn Thành Thái cầm đầu đã cho hơn 340 người vay hơn 1.400 lượt, tổng số tiền là hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng. Nhóm do đối tượng Nguyễn Duy Anh cầm đầu đã cho hơn 200 người vay hơn 1.000 lượt, tổng số tiền là hơn 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.